Rồi. Và bây giờ chúng ta đến với chương trình Reaction, bài Không Phải Gu của Hiếu thứ hai trong album của Hiếu thứ hai nha. Bài này là của Hiếu thứ hai của QT làm beat và B-Ray với lại Tiger. Cuối cùng tôi vẫn không biết là này đọc là tên là Tiger hay là Tay. Không phải gu, mười giờ tối là lao hút bóng đây chắc chắn đây là không phải gu. Fan bên quán ba nằm cũng có ảnh cơ phải ham đang sử đây là không phải gu. Chàng bạn Ogino Twitter, no, không phải gu. 11 giờ tối lên lao hút không phải gu. Fanpage quán bar, tức là thường mấy quán bar họ hay up hình của khách á đó. Ý nói là mấy em nào mà tối ngày cứ có hình ở trên bar trên club á thì là không phải gu. Hôm bữa tôi mới nói là cái bài trước con Hiếu sao hiền quá, phải đưa vô B-Ray là ok, là dữ hơn, thì nay Hiếu fit B-Ray luôn. Chàng bạn Ogino Twitter, no, không phải gu. Khó để anh phải hết dù nhắm mắt vì là không phải gu. Anh không hôn và cũng không go down nếu như không phải su. Come mà ta nói như đẹp trai thì anh không cãi luôn. Nếu không phải su, không hiểu câu đó. Vì ông chơi bên trong phải khu đường cong này. Anh cu mà khu họ in vào là vô cực. Đủ có ai ta đến trước thì anh thua cuộc. Và cảm giác như không có anh không thể cố được. Liên về hai người màu Venus. Em còn lớn hơn anh đoán nghi hết. Vậy mà muốn kêu anh là ba đường mỗi lần anh đắp phu cây Adidas. Chuyện từ trước của em nhiều đắng cay nên sợ kể từ bên anh để thấy nó vị ngọt. Vậy mình không cùng gu vì nhà không hề khó. Nhưng mà em quen anh sẽ bị đòn. Và anh thích những người business kinh doanh làm ăn. Cái đoạn vừa rồi nó là rap melody các bạn. Cái đó mà rap melody nha, đoạn này cuốn á. Thì cái bài này đại loại như là nó không thích mấy em gái ăn chơi, anh thích dân đàng hoàng làm ăn. Em hơi phải buông nè, gu của anh là mấy câu khó đoán chứ không phải nhìn phát là biết là ngay gì luôn nè. Hình em gửi trên mạng cũng có đầy rồi mà xem. Gu của anh là mấy cô khó đoán chứ không phải là nhìn phát là biết làm nghề gì luôn, là ý nói là mấy em nhìn vô là biết mấy em làm ngành rồi đó. Một lần đó thôi không phải lưu, lần đầu gặp em muốn đi ăn gì là điển hình có việc không phải gu. Mười giờ tối là lao hút bóng đây chắc chắn đây là không phải gu. Fan bên quán ba nằm cũng có ảnh cơ phải ham đang sử đây là không phải gu. Trên bạn Ogino Twitter, no, không phải gu. Khó để anh phải hết dù nhắm mắt. Bạn hiểu cái câu mà trên bio Ogino Twitter mấy cái em mà chụp hình mà sexy này nọ đó, tối ngày cứ trên cái bio của mấy em đó luôn là ghi là no Twitter, no này no nọ đó, tức là ý là nói mấy em mà sexy khoe hàng thì không phải là gu của Hiếu. Hiếu nó thích mấy em kiểu có bên trong hơn. Là vậy, bạn để những em mà khoe hàng kiểu sexy nọ là hay có chữ no Twitter, no only đó đó đó, hiểu không? Tại tôi hay coi mấy em đó lắm cho nên là tôi rảnh lắm. coi nhưng mà thiệt ra giống đúng Hiếu rồi, tôi không phải ý là mấy em đó thì nhìn thì đã có mắt á, nhưng mà để quen thì không phải gu. Na 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 không phải gu đâu. Cười cười lấy tay vịnh vịnh là đang bị thân qua mức mình nhu cầu. Nói chuyện chữ được chữ có do hút bóng tới mức nào hư đâu. Bởi vì dưa với bạn trai cũ á mà tập còn có một thằng ngu lơ. But I can take you down, mặc dù anh biết em chẳng phải của anh. Không có một đường cong nào mà anh lại không gặp. Nếu muốn hôn anh thì phải kéo biết nhìn bạn trai xung quanh. B-Ray nó có cái gì đó nó rất là nhạc, nó có cái gì đó kiểu rất là cay các bạn. Na 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 rồi B-Ray hay có những cái từ tượng thanh á, na na na, hoặc là con tim anh đập bada bada bum đó, và cái kiểu nó nghe nó sâu cay vậy. Giống như cái sự mà tại trên đây tạm gọi là mất nết nha, ở ngoài không phải trên đây tôi gọi từ khác, nó nằm trong máu của thằng Bảo. Nhạc Bảo nghe nó cay, nó làm cho người ta hơi khó chịu luôn mà. Nếu thương anh thì phải thương luôn cả bạn trai của anh. Gu anh gớt nói đang lạc lối đi kiếm tình yêu. Gu anh không thích xài tiền thôi, cần thì gọi để có tiền tiêu. Cái gì cũng có giá cả nhưng lời nào trả thì cũng phải kêu. Anh biết trong anh thì khá giả nhưng anh vẫn luôn keep it real. Vờ Bảo sáng mà, vờ Bảo sáng nhất bài. Gu tiếng bước chân ai nhẹ tiền thêm cần lại và ngồi dưới một góc trên tầng 2. Hé đôi môi ngoan em khẽ gọi bồi bàn đang vội tay cả bóng tay cầm chai rượu. Bước xa lạ luôn đeo trên ngực chuồng reo liên tục như là số máy tổng đài. Cover after cover keep calm and hit them up till sunrise. Ba cái verse này á, thì mình thấy được là ba cái thế hệ làm nhạc khác nhau luôn các bạn. Mình không biết Hiếu với lại Bảo, Hiếu với Tage này là ai lớn tuổi hơn. Mình cảm giác là Tage nó có một cái màu hồi đó nó rất là new school, mới lắm. Hiếu thì balance giữa old school và new school, nó delivery, vẫn có delivery và vẫn cái biến chuyển flow, và B-Ray nó rất là một cái gì đó nó rõ ràng về delivery. Mà mặc dù B-Ray nó không hẳn là cái màu của B-Ray, nó không hẳn là old school, nhưng mà B-Ray nó vẫn mang cái âm hưởng gì đó của thế hệ trước. Đó, ta nghe là một cái version hoàn toàn gọi là Gen Z luôn. Facebook, Instagram, single status, như thế là chưa ai chinh phục em được. Bỏ
bar club quanh thủ đô này booking được que mặt cô nàng xinh hoặc đêm muộn. Lưu đôi mắt xem thường all the girls with them fast fashion. Ass mọn thường dinh và dinh thự nhưng mà claim là independent. Đó hồng fire walking high that's a long night. Sunglasses Versace tạch che mặt nhà phong thái. Viên nhộng xanh đỏ đặt trên bàn cho một trong hái. Khuyên em là take that red one để mà biết là không phải cù. Không có lyric thì không thể nghe được ta nghe rap cái gì được. Thì đây trường phái New School là nó không có delivery, nó kiểu delivery cũng vừa phải, cũng có thông điệp nó chung 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 và không nghe được gì, chỉ được cái flow nó lạ thôi, flow nó hay, flow kiểu New School thôi. Nhưng mà rap cũng không nghe không rõ. Tất nhiên là bài của Hiếu thì cái verse Hiếu là nó sẽ rõ ràng nhất về thông điệp, nhưng mà để mà sâu cay nhất hoặc là sáng nhất thì là verse B-Ray. Verse B-Ray sáng, nhưng mà cái concept là của Hiếu tạo ra thì cái concept này cũng hay. Concept dạng này hay, tôi thích mấy cái dạng nó rõ ràng về concept này nè. Nó có một cái thông điệp gì ở cuối cùng của cái bài hát không? Và cái bài này á là nó đúng với lại cái mood của Hiếu hơn. Cái mood mà kiểu chơi bời, kiểu bad boy, kiểu vần vần mấy em gái rồi á. Đúng cái chất của Hiếu hơn. Đúng rồi, verse của ta nghe thì không phải là nghe không hiểu mà là nghe nó chung á, delivery nó không rõ ràng, nó chỉ mạnh về flow thôi. Voice thì cũng không rõ lời. Anh với Hiếu thứ hai gặp nhau ở ngoài không? Chưa gặp Hiếu bao giờ. Anh em có biết nhau thôi nhưng mà chưa gặp Hiếu bao giờ. Nhưng mà sắp tới đây cũng anh em cũng có cơ hội gặp nhau trong công việc á.